Rồi về Đà Lạt á, thì quen một cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bâu lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ tù. Trời. Ủa? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? Đi về Đà Lạt gì đó thì kiểu em chưa có suy nghĩ tới. Nếu mà em phải di chuyển theo bạn nam thì bạn nam phải ổn định, tại vì em phải bỏ hết sự nghiệp ở đây rồi, em đi lên trên đó thì cũng sẽ hơi bấp bênh. Dạ Đúng rồi, cái đó hợp đúng thôi. lý, bạn này nói chuyện Đúng hợp lý đúng. nè. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Tôi tên Thăng, Lục Xuân Thăng. Em 41 tuổi, làm thiết kế ở Đà Lạt. Từ Đà Lạt vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, xin mời nhà gái. Bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên đó và xin chào tất chào cả em. Các vị khán thính giả tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh mầm non. Năm nay em 28 tuổi, em đang ở quận 7. Quê Thảo ở đâu? Dạ, quê em ở Lâm Đồng ạ. Bạn trai bên đây ở Đà Lạt. Thăng hãy nói cho bên Thảo biết là mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Thăng? Em thì hay hát, vẽ, thể thao, có một tí sáng tạo. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm thì em nóng, rồi cũng không biết tính toán công việc hợp lý nên em hay phiêu linh lắm. Nghệ sĩ thì thường thường là sẽ làm theo cái cảm tính của mình, cảm xúc của mình nhiều hơn. Là cũng không biết tán. Rồi bây giờ tới bạn nữ nè, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, em cũng nữ tính. Em không biết là tính tình hơi trẻ con thì nó là ưu điểm hay là nhược điểm nữa. Chắc là cả hai chị ha. Đúng rồi. Thật ra mình trẻ con mình nhõng nhẽo nó cũng có hay lắm, nhưng mà mình dùng nó đúng lúc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Dạ. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Bên đây cũng rất là điển trai nha. Thăng có mấy mối tình rồi Thăng? Phổ thông thì không nói, thì phổ thông thì năm nào em cũng thương hết á. Phổ thông thì năm nào em cũng thương hết á. Về Đà Lạt á, thì quen một cô bé mà lúc đó có, cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bâu lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Trời. Ủa mình quen thôi mà mắc gì mà sợ ở tù? Dạ, thì nó cũng sợ đi quá giới hạn á. Sợ đi quá giới hạn á. Rồi đôi khi kiềm chế không được á, đúng không? Dạ, rồi. Đúng đó. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Rồi nói chung cái giai đoạn đó cũng thất nghiệp rồi, xong rồi xuống Sài Gòn làm, rồi về Đà Lạt mở một cái thương hiệu riêng cho mình, rồi bây giờ mình cũng cứ dây dưa tới giờ. Tức là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không Phan? Vài năm gần đây thì em cũng có quen nhiều lắm. Nhưng mà không có rung động được. Rồi bây giờ mình hãy nghe tình trường của cô gái nè. Em cũng chỉ trải qua mới có hai mối tình thôi. Một mối tình là lớp 10 và một mối tình là ở năm 2 đại học. Nếu mà tính ra là em không yêu đương thì cũng khoảng 8 năm nay rồi. Sao vậy? Em nghĩ thứ nhất là do môi trường làm việc. Thì em làm ở trong môi trường giáo dục thì chị cũng hiểu. Toàn là con nít với lại phụ huynh không à? Dạ đúng rồi. Đồng nghiệp thì cũng là nữ không thôi. Tiếp theo nữa thì em nghĩ là em cũng hơi kén. Vậy rồi bây giờ nếu như mà em quen một bạn trai mới thì cái tiêu chí nào để em chọn cái người đó? Bạn nam thì cao 1m68 trở lên. Rồi để chị qua chị coi, em cứ nói đi. Nhìn cũng ổn. Ổn, dạ, rất ổn. Chào nghệ sĩ, rất ổn. Không, em không có cao đâu, em màu. Không, nhưng mà nó cân đối chứ nó không có bị chỗ nào mất cân đối hết á. Rồi gì nữa? Con trai thì em nghĩ cũng công việc phải ổn định đúng không? Dạ đúng rồi. Một người nghệ sĩ thì sao ta, như bạn này nói thì bạn cũng hơi kém trong cái việc là sắp xếp. Làm việc thì nó hơi cảm tính chút xíu. Nên khi mà mình có được một cái người phụ nữ ở kế bên sắp xếp thay mình thì mọi việc nó sẽ ok thôi. Dạ. Nói gì nữa? Điều gì em không thích ở đàn ông? Con trai mà tính toán chị, hoặc là gia chủ. Gia chủ. Không quan tâm đến người con gái mình yêu thương. Lịch sử tình trường của em thì
quen hai mối tình thì cũng quen được chưa tới nửa năm là chia tay rồi, cho nên đó giờ em cũng chưa biết ý sâu đậm là gì. Bên đây người ta là ngây thơ lắm, mối tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi, nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ. Nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Quan trọng là mình muốn có gia đình chưa. Nếu mình muốn có gia đình thì mình bớt cái tính nghệ sĩ lại. Dạ em cũng bớt rồi chứ. Vẽ với thiết kế ngoài là chuyện riêng của em. Nãy giờ anh Thăng nghe bên đó nói ra những cái tiêu chí, anh Thăng thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc được 75-80%. Rồi vậy thì bây giờ tiêu chí của anh Thăng là gì? Tiêu chí của em là xinh, thích nghe nhạc ngoại. Ta dạy tiếng Anh chắc là dạ, thích nghe nhạc ngoại. Thích giao hưởng. Thích em chơi thể thao vậy đó. Thích bia nữa. Bên kia thấy hơi ốm, không biết có chơi thể thao không? Có chơi thể thao không em? Ừ, dạ không. Kệ, về ảnh tập cho chơi. Biết uống bia không? Dạ, em uống được, nhưng mà kiểu em cũng... À, một trong những cái lý do mà em ế nữa là em cũng ít đi chơi á chị. Thường thường là em sẽ không chọn nhậu nhẹt. Em kiểu nhẹ nhàng thôi, em đi cà phê cuối tuần rồi ngồi ngắm nhìn đường phố, đọc sách thôi. Hoặc là kiểu đi cà phê rooftop, kiểu vậy á chị. Ồ, cô giáo xinh đẹp đó. Dễ thương rất là xinh luôn đó. Em nhỏ ở bên kia là hơn con giáp luôn đó. Thảo thấy có cái gì trở ngại? Tại vì đó giờ em ít quen cho nên là em cũng chưa mường tượng ra được, không biết là có khác biệt quá về tuổi tác thì khác biệt thế hệ không. Anh kia thật ra là nhìn ảnh rất là trẻ, không đến mức không ai biết là lớn hơn em 13 tuổi đâu. Tính nghệ sĩ bây giờ em biết rồi đó. Rồi kết hôn thì em sẽ về Đà Lạt sống. Nếu mà em phải di chuyển theo bạn nam thì bạn nam phải ổn định, tại vì em phải bỏ hết sự nghiệp ở đây rồi. Em đi lên trên đó thì cũng sẽ hơi bấp bênh. Dạ. Đúng rồi, cái đó hợp đúng lý. Thôi. Bạn này nói chuyện đúng, hợp đúng. Lý nè. Rất hợp lý. Đó. Tôi hỏi bên đó, bên đây để bên kia nghe rõ ha. Dạ nghe rõ. Em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái ruột của em. Dạ, con chào chú Linh Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Cái anh này thấy được không? Có hợp với chị mình không? Dạ, ngoại hình được ạ. Em thấy anh cũng khá là hiền, nói chuyện thì cũng theo hướng nghệ sĩ. Rồi. À, cảm ơn em. Cảm ơn em. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện đi ha. Bây giờ mình chỉ nói qua cái hàng rào này, mình cảm nhận về nhau thôi. Bắt đầu. Mở rào. Chào em. Bắt đầu đi Thăng. Dạ. Anh tặng em. À dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Cái này anh làm và tặng em ăn cho vui. Cái gì dạ. Của anh lại vậy? À dạ, em cũng có món quà để tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ vâng. Dạ. Em có gì hỏi anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? Đi về Đà Lạt gì đó thì kiểu em chưa có suy nghĩ tới. Tại vì thật sự thì con gái thì em nghĩ cái quyết định mình đi đâu hay ở lại đâu thì cũng tùy thuộc vào cái đối tượng trong tương lai của mình nữa. Không thể hỏi được như vậy, ta không thể trả lời được. Còn mình hỏi ngay bây giờ ta cũng không biết có về hay không. Bây giờ em cảm nhận đi, em cảm nhận Thảo thế nào? Em thấy người con gái này sao nè? Thảo hiền và dịu dàng và xinh đẹp. Và anh nghĩ em cũng thích tiếng Anh nữa, anh cũng hay hát tiếng Anh lắm. Anh sẽ tặng em vào trường quay một bài em mới nghĩ từ sáng nay. MCV in the morning, up from Ho Chi Minh. Everything that I got is just what I got on. When the sun is high, Dallas sky, I'll be bucking that county fair. Baby, look the door and turn the light down low. And put some music on that soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I'll be thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turned me on. Just to be your man. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề hẹn hò đi. Bây giờ anh ở Đà Lạt, còn bạn này thì ở Sài Gòn.
Thế thì anh tính lịch trình hẹn hò như thế nào? Anh thì đi làm giờ hành chính, buổi tối thì anh rảnh, rồi anh rảnh quá nên anh đi uống bia. Rồi sáng thì anh dậy đá banh. Anh, em nói là anh tính lịch trình hẹn hò á. Thì đó là giai đoạn của em. Giai đoạn em còn độc thân, còn bây giờ nếu mà em có bạn gái thì tối anh sẽ chở em đi chơi, em đi nghe nhạc, đi bixi. Đi chơi bằng đường nào? Đi vòng vòng Đà Lạt. Người ta ở Sài Gòn đá. Em xin lỗi, Sài Gòn thì có thiệt. Không, đi xuống chơi thôi mà. Em không biết chơi gì ở đây hết. Nhưng người yêu mình đang ở Sài Gòn thì sao? Dạ vậy mới nói. Qua nhà tôi chơi, tôi chơi nhà tôi 115 mét vuông rộng đó. Dạ thôi. Nếu mà hai người quen nhau thì ok, thì tại vì em làm giáo viên thì đôi khi em cũng được nghỉ hè hoặc là nghỉ đông thì em cũng về nhà. Thì về nhà thì chắc là gần anh rồi hả anh hả? Nói dễ quá. Hết hồn. Em thích anh, em yêu em yêu anh hay là em yêu Đà Lạt á, thì em muốn ở với anh á, thì anh lúc nào cũng sẵn sàng cưới hết á. Dự định thì anh sẽ mở làm một cái đám cưới nhỏ ở Thủy Tạ thôi. Đám cưới nhỏ nhỏ thôi hả? Sao không làm đám cưới lớn lớn? Mẹ không thích mời nhiều. Mẹ không thích mời nhiều. Dự định bao lâu mình có con? Khi nào em thấy cảm thấy khỏe khoắn rồi em muốn sinh thì em sinh thôi. Ừ, câu này hay nha. Anh thấy bạn gái nãy giờ ngồi cũng thật sự là cũng không biết chia sẻ thế nào về câu chuyện ngày hôm nay. Mình yêu một ai đó mình nên quyết liệt chút xíu, đúng không Thăng? Thì em nó cũng đã trai nhiều quá rồi. Ừ. Có mà... thể là do anh Thăng lâu quá rồi anh không có một cái tình cảm. Đúng. Nếu bây giờ em hợp với cô gái này, hai người yêu nhau, về Đà Lạt sống, cô này sẽ làm gì? Thì chắc cũng phải đi dạy. Ừ, rồi em có lo được cái chỗ dạy cho cô này không? Em nghĩ là cái trong mối quan hệ của em thì em cũng có thể nhờ vả được. Bây giờ thí dụ như chưa có đi dạy được thì em có thể đủ lo cho vợ cho con ở Đà Lạt được không? Nói chung cũng không có dư giả nhiều lắm, nhưng cũng đáp ứng được những cái nhu cầu tối thiểu và cũng không đến nỗi thiếu thốn. À, em có thể tiến tới nắm tay nói chuyện với Thảo chút xíu. Thảo đứng lên nào. Em nắm tay Thảo đi. Anh có thể không? Có thể, nắm tay đi nào. Rồi. Hai người đứng kế với nhau. Rồi. Em không biết nói gì. Em xin và... Em nhìn thẳng Thảo mà nói đi. Em xin lắm. Anh cũng không biết thuyết phục hay là... Tại vì nãy giờ anh cũng nói rồi. Đó là như... Em không biết em hiểu hết những gì anh nói chưa. Nhìn đâu trời. Dạ. Thôi cho anh cầm một tay. Đó là những lời anh muốn nói, là anh muốn... Tại vì chắc em hiểu anh, là anh muốn đưa em về Đà Lạt ở với anh và cùng làm việc ở trên đó. Sài Gòn thì anh chịu thua rồi. Em đồng cảm. Rồi. Bé giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Có một lá thư ở trong đây. Dạ. Anh đọc cho em nghe luôn nha. Dạ. Chào anh, chàng trai được ghép đôi cùng em, gặp nhau tại chương trình này cũng là một cái duyên. Cho dù có thành công hay không thành thì mình vẫn là bạn anh nhé. Dạ. Đó là lời chia sẻ của Thảo ở món quà tặng em. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ. Thảo không bấm. Em xin lỗi anh vì em không bấm. Tại vì thật ra là hai người cũng đã rất là lâu rồi không ở trong một mối quan hệ. Nhưng mà anh lại chứng tỏ cho em thấy là giống chen như là anh không có muốn theo đuổi em lắm. Không sao. Nếu anh là Thảo, anh cũng không bấm. Đúng rồi. Nếu tôi là Thảo, tôi cũng không bấm. Đẹp như thế này mà nhìn cũng không nhìn ngại hả? Dạ không, em cũng không rung động lắm. Sorry. Tôi tìm được một cái điều may mắn trong cuộc sống dành cho riêng mình. Rất tiếc, chúng ta không thể làm được điều mà chúng tôi mong muốn. Dạ. Rồi, mời em. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn.
Hy vọng là hai bạn sau khi bước xuống sân khấu thì chúng ta sẽ tìm được một cái mảnh ghép ở đâu đó trong cái cuộc sống này. Và vẫn cầu mong là hai bạn sẽ có được cái niềm vui và niềm hạnh phúc riêng của bản thân mình. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Em thấy là em siêng học, siêng làm việc, với lại là em cũng siêng chơi, với lại em cũng muốn là bạn nam của mình á là cũng siêng chơi, chơi hoặc là đi về thăm nhà hoặc là đi đây đi kia chơi á. Dạ em đã trải qua hai mối tình ạ. Hai mối. Dạ mối tình đầu khoảng 1 năm rưỡi. Năm rưỡi. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là cũng là em chỉ theo đuổi người ta thôi. Và em theo đuổi mãnh liệt nhưng mà người ta không đồng ý. Đùng cái người đó quay trở lại với em sao? Nó đồng ý thì sao? Cái đó là vấn đề đã qua rồi. Xin mời nhà gái. Chào bạn, mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Thôi, mời anh trai ngồi. Mời bạn gái giới thiệu cho mình trước nha. Nghe bạn gái giới thiệu nha em trai. Em chào chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thanh Thùy. Năm nay em 25 tuổi. Em làm trợ lý theo dõi đơn hàng của một công ty may mặc. Em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Rồi, chào Thùy. Mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nào. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và các bạn đang xem trường quay và toàn thể quý chị đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Minh Sang, em 27 tuổi, em đến từ Long An. Em đang làm tại công ty thép Vinawan ở Bến Lức, Long An. À, vậy thì cũng gần rồi ha. Bến Lức thẳng tới Bến Tre, không Bến xa mấy. Dạ, Bến Tre. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sang? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, ít uống rượu bia và biết nấu ăn. Giỏi. Biết quan tâm chăm sóc gia đình và có thể chia sẻ làm việc nhà. Hay quá. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là viết chữ xấu. Viết chữ xấu? Bây giờ đánh máy không ạ? Có rất nhiều người viết chữ xấu không lo. Mời nhà gái. Điểm mạnh của em á, em kể cái thứ nhất là em siêng. Em thấy là em siêng học, siêng làm việc, với lại là em cũng siêng chơi, với lại là em cũng siêng chơi, với lại em cũng muốn là bạn nam của mình á là cũng siêng chơi. Chơi gì? Dạ ý là ví dụ đi chơi hoặc là đi về thăm nhà hoặc là đi đây đi kia chơi á. Siêng chơi ha. Từ khoái câu siêng chơi đúng rồi đó. Điểm yếu của em là em thấy em bị chậm, với em bị quần. Xào quần á hả? Dạ đúng. Người miền Tây mình hay kêu là xào quần á đúng không? Dạ đúng rồi. Em chạy xe em cũng chậm, cứ tèn, không biết là nghĩ cái gì trong đầu, không biết là ngắm đông ngắm tay cái gì đó. Ăn có chậm không? Dạ ăn chậm luôn, bị mấy chị trong công ty nhẹo hoài luôn. Tắm có chậm không? Dạ có luôn. Mấy tiếng hồ trong nhà tắm? Có thể là nửa tiếng, một tiếng. Và ba em á đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, tức là cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi nghe sao thế em trai? Dạ. Nghe thấy gì được không? Dạ được. Được không? Đường về tình duyên của em sao Sang? Dạ em đã trải qua hai mối tình rồi. Hai mối? Dạ. Mối tình đầu mấy bao lâu? Dạ mối tình đầu khoảng 1 năm rưỡi. Năm rưỡi. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là cũng là em chỉ theo đuổi người ta thôi. Đơn phương á hả? Dạ em theo đuổi mãnh liệt nhưng mà người ta không đồng ý. Ta có giải thích về tại sao không? Bạn nói đó là không muốn yêu. Không muốn yêu hả? Dạ. Rồi cuối cùng người đó có lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa là ví dụ giờ đùng cái người đó quay trở lại với em sao? Nó đồng ý thì sao? Cái đó là vấn đề đã qua rồi. Đã qua rồi ha. Giờ không còn nghĩ tới người đó nữa đúng không? Rồi. Đường tình duyên đây cũng trắc trở lắm. Nhưng mà bây giờ sạch sẽ chưa? Dạ rồi. Rồi. Ruột gan mình sạch sẽ để mà mình đón nhận những cái điều mới mẻ chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình hỏi đường tình duyên nè. Em gì cũng chậm hết. Em yêu có chậm không? Dạ có. Cụ thể sao nói gì Lan nghe coi. Ý là em kiểu như là em không có yêu một cách sâu sắc á. Quen thì nghiêm túc. Nhưng mà em không có dám hứa. Tại vì em sợ mình làm không được nên em không dám hứa. Xong rồi cái người ta không có tin được á. Bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà chính thức quen thì em chỉ quen mới có một mối tình thôi. Mình quen bao nhiêu lâu mình chia tay? Dạ hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng mà mới có 3 tuần thì cái hai người chia tay. Trời ơi. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Bây giờ mình nói luôn đi nè. Cái tiêu chí chọn cái người bạn sắp tới của mình là gì? Em thích cao, mập,
Em kể chi tiết qua được không ta? Được. Nhiều tóc, mày rậm, môi son, thơm. Chị tưởng em tả hàm hương được không á? Cho tôi một cái son tôi đánh vô coi. À, về tính tình á thì em hy vọng là bạn nó sẽ đừng có nhây quá mà cũng đừng có đầm quá. Rồi em thích người ta nhanh hay chậm? Nhanh đi, tại vì em chậm rồi. À, bây giờ nhanh là lỡ hẹn hò nói em ơi 7 giờ hẹn nhau nha, mà người ta nhanh quá 6 giờ 45 ta tới rồi. Em biết em chậm cho nên em lúc nào em cũng trừ hao á, cái em chuẩn bị nó bị dài lên trước. À, là 1 giờ là em chuẩn bị rồi hả? Dạ, em sẽ trừ hao cho em. Mốt bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Mốt bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Cái này mấy chị trong công ty cũng chọc em nữa. Cái gì cũng chậm vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà em cố gắng nhanh á thì nhưng em sẽ bị rối. Bạn này ý thức được việc đó. Dạ. À. Nhanh quá thì em mình bị rối. Mình tập thể dục nè, mình rèn luyện kỹ năng mình cho gì cho nhanh chút xíu được không? Em tập thể dục thì tập thôi nhưng mà nó vẫn vậy à. Phải vậy đó hả? Dạ. Mình ghét đàn ông nhất là điều gì? Dạ ghét hút thuốc. Ghét hút thuốc. Xong rồi không có thích mà nói chuyện về quá khứ á, đừng có ăn mày quá khứ. Rồi. À, đừng có bắt em hứa gì về tương lai hết. Cứ là hiện tại vui là được rồi. Rồi xong rồi đó. Em cầm giấy gì á? Thư bạn trai hả? Dạ ý là em có định hát một bài hát. Em muốn hát luôn bây giờ hay em muốn tí mở rào em hát cho bạn trai nghe? Để hỏi tí em tặng quà rồi em hát, nhưng mà hy vọng là lúc đó em không run. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình coi coi qua bạn coi trai. Qua coi nhà trai đi. Chào em. Trời em ơi, đẹp trai lắm. Mà không biết có cao hơn em hay không thì chị không biết, mà đẹp trai lắm. Em chuẩn bị sẵn tinh thần là không cao bằng em đâu. Bên kia môi son má phấn kia đó. Thấy thương có tình trường, cũng đoạn trường quá ha em. Thấy bên kia hơi chậm á. Dạ. Em thấy có ổn định không? Dạ ổn. Được đúng mọi không? Mọi thứ để em lo. Mọi thứ để em lo được đúng không? Dạ được. Rồi vậy thì bây giờ mình nói cái hình mẫu lý tưởng của mình cho chị Lan nghe coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em là cao bằng em hoặc là dư xăng luôn á. Bên đây hơn nha. Bên dạ. Đây cao hơn đó. Dạ ốm hơn em. Rồi dư luôn. Ốm luôn á. Ốm hơn. Dạ, dạ. Rồi cái gì nữa? Em thích bạn gái của em á là sẽ có những cái đức tính nào? Dạ yêu thương gia đình và thương yêu ba mẹ em, cũng như là em sẽ yêu thương ba mẹ của bạn. Rồi tốt, cái đó bạn gái nào mà có là tốt lắm, mà chị tin là bạn gái bên kia sẽ như vậy. Dạ. Rồi gì nữa? Hiểu và cùng em bước đến cuối đời. Bên đây tôi thấy được đó. Đức đây là nghiêm túc lắm á. Nghiêm túc luôn. Ừ. Cái điều gì em không thích ở con gái? Dạ em không thích ở bạn nữ là thí dụ như mà xác định quen em đi thì không thể nào đi chơi riêng với một bạn trai khác. Đó là điều đương nhiên rồi, không bạn ai làm như vậy. Chỉnh lắm. Chừng nào thì có thể kết hôn được? Hiện tại là em sẵn sàng, tại vì hồi trước á em hay có suy nghĩ á là đợi khi nào mình hoàn hảo á rồi mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân, nhưng mà em thấy em cứ cố gắng hoài em vẫn không có hoàn hảo được. Nên là em bây giờ em thay đổi suy nghĩ là mình có thể làm cùng lúc hai thứ. Ừ, được, ok. Trời, tôi thích, tôi em thích đi với ai? Dạ, em đi chung với bạn của em. Dạ, là đầu tiên thì con xin chào khán giả đang xem chương trình. Chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh. Con tên Ngân là bạn thân của thầy. Dạ, con thấy bạn nam rất là hiền. Đẹp trai. Hợp với bạn của mình không? Dạ, theo con thấy thì cũng hợp. Em nhắm là với cái tính mà chậm của bạn em thì bên đây có cải thiện được không? Dạ, nói chậm như thôi chứ thật ra bạn cũng không có chậm lắm đâu chị. Thật ra là chị thấy nó từ tốn, nó nói chuyện là tiếng nào ra tiếng đó, rất từ tốn. Dạ, đúng rồi. Bên đây ta hứa rồi, thế giới để cho bên này lo. Hôm nay gặp nhau là duyên rồi thì mong hai bạn cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu tiến xa hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Anh Nam đi với ai Tuấn? Dạ em đi với bạn em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan ạ. Em là Tuấn, là bạn thân của Sang ạ. Em thấy bạn nữ này dễ thương. Có hợp với bạn thân của em không? Dạ thấy là có hợp ạ. Có hợp hả? Sang nên xem xét đi xem. Rồi. Bạn bè tiếp thêm sức mạnh cho em rồi đó. Tiếp thêm niềm tin cho em rồi. Mọi chuyện còn lại là do em. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi mở rào. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Mình cũng cố gắng tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Cho anh xin phép đẹp đi. Vừa gặp cái là đeo liên tục luôn, không nói tiếng nào luôn. Em cũng có món quà tặng anh. Mình mở có ra thể mở ra coi thử.
cẩn thận. À, cái này là một món quà mà em tự làm. À, nó không có ý nghĩa gì hết mà tại vì em làm em thấy nó đẹp với nó dễ thương thì em tặng anh ạ. Ủa đó là gì vậy? Đây, để tôi hổ. Dạ là một cái hộp rượu. Rượu nho, hả? Rượu trái cây. Làm tự ngâm luôn hả? Dạ. Uống được không? Dạ được. Dạ em ngâm nó cũng chưa lâu lắm nên nó chưa có lên chưa màu. Xỉn, chưa xỉn. Rồi về chỗ đi các bạn. Nãy giờ nói chuyện qua hàng rào thôi. Giờ mặt thấy sao nè? Dạ em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Dạ à, cũng hiền lành, vui tính. Dạ. Cao không? Thấy cao không em? Dạ em cũng cao nhưng mà còn chấp nhận được. Dạ tại vì em thấy là có nhiều bạn á kiểu hơi không cao bằng em thì cũng là thiếu tự tin. Nhưng mà em thấy là anh đúng với em thì anh cũng vẫn là bình thường. Dạ, với lại em thấy anh cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Ừ. Rồi, hát, hát. Hát, hát, đó, hồi nãy tính hát đó. Em có một bài hát, dạ em hát cho anh nghe với lại. Ngồi trong quán bán nhâm nhi, ly cà phê một nắng. Cuộc sống cứ thế ngọt ngào và cay đắng. Thèm một chiếc bánh chia đôi nhưng lời nói cười. Và đôi tay lại đến chặt tay giữa phố đông người. Chuyện về chiếc bánh mang tên tình yêu anh đã nghe bao giờ. Nồng nàn khiến em ngơ ngơ như vừa hôn anh. Mùi hương kem chán thơm thơm lần chiều đám say nhẹ nhàng. Vì yêu sẽ vẫn ngây thơ đợi chờ. Hát lại liền, hát lại. Anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Bài Em về kiểu trời mưa. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Anh thấy là đầu tiên là hai bạn hợp nhau vì chuyện hát rồi đó. Rồi, mình tiếp tục đi. Hẹn hò sao đó? Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Dạ. Anh thì là làm việc ở Bến Lức. Là anh làm nhà hành chính. Có thể là anh sẽ rảnh ngày Chủ nhật. Dạ. Mình có thể đi chơi vào ngày Chủ nhật. Dạ. Em thì công việc của em cũng làm từ thứ hai tới thứ bảy. Em cũng rảnh Chủ nhật. À, Chủ nhật thì em hay thường đi về nhà chơi. Hoặc là không thì lâu lâu muốn đổi thì có thể đi cà phê hay là đi đâu đó đi chơi cũng được. Chuyện nếu các bạn tiến xa hơn các bạn sẽ về chung một nhà. Rồi chuyện tiền bạc sao? Có thể là tiền bạc sẽ có vợ giữ. Cái này thì em hay tâm sự với mấy chị trong công ty hay khuyên em là giữ tiền. Nhưng mà nếu mà cái tính của em thì ai tự giữ tiền cho khỏe tại vì em nhức đầu á. Em thiệt sự là em nghĩ như vậy nhưng mà mấy chị trong công ty với mẹ em hay kêu là em giữ tiền nhưng mà em thấy nhức đầu. Vậy giờ sao rồi? Giờ em muốn giữ tiền hay là sao? Dạ em không giữ tiền, em giữ tiền em thôi. Trên trời dưới đất tôi mới thấy cô này. Tiền. Trên cái sân khấu này mới thấy. Đàn ông vô cùng thích thú với việc đó đó. Nhưng mà em xài tiền em là để em lo thân em thôi. Còn nếu như mà có con cái đâu thì anh phải lo là chứ. Tiền em hiện tại chỉ đủ lo thân em thôi. Thật. Không sao anh lo được. Anh có thích nuôi chó trong nhà không? À, có em. Dạ. Hỏi chi vậy? Tiện hỏi xong ta trả lời có rồi cái thôi. Dạ ý là biết nuôi chó, thích nuôi chó thì được. Tại vì em cũng thích là có một con ở trong nuôi chơi cho vui vậy đó. Em lo cái tiền em lo đủ với mình em, mình nuôi chó ai lo? Ừ, ảnh lo. Rồi bây giờ hai bạn, bạn trai hãy tiến tới nắm tay cô gái để xem trái tim mình có rung động không. Nói với cô gái những cái điều gì mình đang nghĩ và mình mong em muốn. Em nhìn vào mắt anh, em có cảm thấy là anh là người đang ấm áp không? Em thấy anh cũng dễ thương. Em cảm thấy là thân thiện dễ gần là được. Tại vì em kiểu như là em cũng muốn có mối quan hệ là kiểu như là bạn đời á. Thì mình có thể nói chuyện với nhau được.
Hứa hẹn xa vời thì anh không không thể mà hứa được, tại vì là tương lai không biết trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta hợp thì anh sẽ hứa yêu thương em suốt đời. Hay quá. Dạ. Rồi. Mời bạn về chỗ các bạn. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định là do các bạn bấm hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Xong. Bạn gái rất là quyết liệt. Bấm là không có chậm nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau. Mừng quá hả? Dưới mừng quá hả? Hùng gái vô má làm kỷ niệm coi nào. Không có dừa không? Dừa. Dừa khớp. Rất là hợp lý luôn. Thơm không? À, thấy có cảm giác nhiều không? Dạ có. Có đúng không? Em gái thấy nụ hôn nãy sao? Hả? À, dạ cũng kiểu dễ thương á. Dễ thương hả? Dạ. Hùng cái nữa được không? Dạ thôi ngại. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai em. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà thì... Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. À, dễ thương quá. Chúng ta đưa nhau về nào. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về. À, chúng ta vừa trải qua hai cặp đôi, chứng kiến họ nói chuyện với nhau, chứng kiến họ hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Mặc dù cặp đôi đầu tiên không bấm nút, nhưng mà mỗi mảnh ghép chúng ta sẽ có hàng triệu mảnh ghép đang đợi chúng ta. Đừng lo lắng điều đó quý vị nhé. Vâng ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ. Anh ơi. Ơi. 1, 2, 3 năm á, anh có đánh rồi nhịp nào không? Có không anh? Anh ơi, đổ mồi hộp hết trơn rồi đó. Như... Mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em sai mà anh bênh em cũng được. Cái gì mình làm đúng thôi. Dạ. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi bạn. Bây giờ thì mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết sơ lược về lý lịch trích ngang của mình thế nào. À, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quyền Linh nha. Chào em à. Em chào các anh chị ở tại trường quay ạ. À. Em chào bạn nam ấy kia. Chào em. Em tên là Thanh Tâm, em 29 tuổi và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng. Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Nhưng mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An. Và hiện em làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở bên quận Gò Vấp và sinh sống ở Gò Vấp con anh. Em làm về gì? Dạ công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì em? Bên công ty quảng cáo anh. À kinh doanh quảng cáo bên kia ngân hàng được á. Rồi em điểm mạnh, điểm yếu em giới thiệu chút xíu về mình đi. Vâng ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè, cũng dễ thương nè, vui nè. Rồi em thì thích lắng nghe người khác tâm sự. Với lại là nhà em có con nít nên em rất là yêu thích trẻ con. Đó là những điểm mạnh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em á thì là tại vì em ít nấu ăn á, cho nên là em nấu ăn thì không được có ngon cho lắm. Hát thì cũng không có được hay. Hát không được hay hả? Dạ. Thì không, nhưng mà thích hát không? Rất thích hát chị. Vậy hả? À, em có thể thể hiện ca khúc hát ở đây được không ạ? Được, trời ơi, hay quá. Nào, mời em gái. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn trái tim anh muốn gì. Hãy nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3 năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Rồi, em xin cảm ơn ạ. Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua. Anh ơi. Ơi. 1, 2, 3 năm á, anh có đánh rơi nhịp nào không? Có không anh? Anh đổ mồi hộp hết trơn rồi đó. Coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo phần thắng nghiêng về bên nhà nữ. Bối rối bên đây đó em gái. À, bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi những ưu điểm khuyết điểm của mình. À, em xin nói tới cái điểm của em trước rất là nhiều. Thì em là người rất là ít nói, hay thức khuya và đôi lúc cũng có hơi nóng tính. Rồi. Còn cái ưu điểm của em là
hay thương người, hay giúp đỡ người khác, và biết nấu ăn, thích ca hát, biết làm các công việc nhà luôn. Tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì có 2 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em là 3 năm. 3 năm, rồi mối tình thứ hai được nhiêu? Mối tình thứ hai thì hơn 5 tí chị. Vậy hả? Dạ. Rồi cách đây bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi chị. Tại sao lại chia tay? Em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay? Tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó. Với lại bạn ấy quá bận. Và em chủ động chia tay luôn. Dạ vâng ạ. Để mình tìm một cơ hội khác cho mình. Cũng bản lĩnh đó ha. Bản lĩnh chứ. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em đã trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối chính thức hả? Dạ. Cũng gấp đôi ta dạ. Rồi dài nhất là mấy năm em? Tình dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm. Sâu đậm tới 4 năm, tại dạ. Sao chia tay? Thì người bạn nữ kia là bên đạo con giáo anh. Bên bạn gái kia có đạo không? Em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi vậy là tốt hả? Bên này cũng đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu? Mối tình ngắn nhất và gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất là 2 năm luôn. Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? Em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha. Bây giờ bạn trai, bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn? Hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng tự tin thôi. Đúng cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn dạ. Gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là đủ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn anh ơi. Dư hả? Dạ. Còn em sao em, hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. Em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ. Ngoại hình thì phải cao hơn em. Ở tầm 1m68 trở lên. Dạ. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đó luôn. Dạ. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? Không em. Anh có vũ phu không ạ? Không em, anh hiền lắm. Ông dạ. Nào mà nhận là ông vũ phu? Em anh hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Dạ. Em chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương xinh đó, xắn. Đó, ta tự tin dạ. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? Thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Mình hơi nhiều quá. Thân mới nói nhiều, có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói vui thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó, nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Dạ, đúng vui rồi. Vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người đúng thân rồi. Được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn. Có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm. Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Cùng toàn thể khán giả với hội nhà gái bên này. Em là bạn thân của An. Thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó. Thì đúng như vậy luôn. An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc mới nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét. Bạn nữ bên đó rất là xinh xắn, nói chuyện thì nói chung rất tự tin. Nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nào. Nào. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào. Hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đứng lên tặng quà liền e ấp. Anh có món quà tặng cho em. Dạ. Thì hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á. Yeah, mỗi lần em mua con gấu này em xin nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh.
Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hội hiểu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. Đấy. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi, hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà hát rất hay. Anh hay run lắm. À con sao ạ? Anh thấy em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương, xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà, thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi, thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho em đẹp. Chứ anh là một người rất là có chính kiến. Yeah. Anh thì cũng có hiểu nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em sai mà anh bênh em cũng được. Cái gì mình làm đúng thôi. Chúng ta không còn thời gian nữa. Còn 30 giây nữa. Bạn trai muốn nói gì với bạn gái? Có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng. Có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây. Bắt đầu đi em. À, cho anh nắm tay em. Thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Thôi, kết quả sẽ biết. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta để tay vào bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 2 mà ông bấm rồi đó. 3 Hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. Rồi, chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. À, em xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời, dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ. Nhẹ nhàng, trời tình cảm. Nắm tay thật chặt lên nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi nhịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em. Có à. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, thả thính dễ thương như sợ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Vân. Em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dân Lan Ngọc. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới. Nhau tiến tới những cái xa hơn. Thỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Nhà gái. Ngồi đi em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Vân và em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ. Bên mảng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ, làm chính để nuôi việc học ạ. Đi làm chính rồi không? Mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến. Em năm nay 27 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn. Là em mà làm bên mảng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu hả? Dạ em cũng ở Đồng Nai ạ. À em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hỏi đi hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu Đồng Nai á, không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán Đồng Nai. À Định Quán. Dạ. Dạ không xa lắm. Không xa lắm hả? Dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai em có ưu khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha. À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Cái nhanh của em cũng vừa là ưu điểm mà cũng vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em nói điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4-5 năm trước. Rồi sao chia tay?
Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp, nên em bắt buộc phải tạm ngừng cái bạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi ha. Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bồ chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy dạ. mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại rồi. Vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu, còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó đi thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được năm rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập chút xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất. Dạ, đối với rồi. Em chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi, thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao anh trai, em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ 1m55 độ lên. Em mét mấy? Dạ em 1m58. Trời ơi người ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa, còn dạ. gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem đây, giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô showbiz được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó. Bây giờ mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được. Lâu ạ, à, tại vì bên đây ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập. À, người dạ. ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ, ta phải chờ đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Đó là con tim mà đập bạc là lấy luôn. Đấy đúng không? Dạ. Rồi. Cưới chồng và cưới liền tay vậy. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích tính độc tài. Ghê quá vậy, làm gì dạ, độc gia tài? Trưởng. À, gia trưởng chứ độc dạ. tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi. Đây thì giờ có nữa. Bên đây hiền khô, dễ đây, thương, có đây. Duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Dạ chồng có duyên. Ừ. Em có độc tài không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có. Đúng nhưng rồi, mà phải nghe chứ, em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền á. Dạ. Ha cưng ha, phải dạ. nghe lời ba mẹ. Ừ. Nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo. Chứng kiến riêng mà phải đúng dạ. trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình đúng không nè? Dạ vâng. Ừ. Dạ. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị gái ạ. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng. Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi. Ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi. Mới vào đi. Tấn công liền. Dạ. Xin chào anh. Dạ em quà. Dạ em có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Dạ em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi
khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi, vẫn đẹp. Cảm ơn. Có gì bây giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó. Giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Thôi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có, trời ơi, vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ. Thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em, chính em, chẳng ai khác ngoài em, là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. À, em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy. Cho xem những music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, dạ, tại em gì hả? Hết ngang ngược chị. Rồi ok, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy anh? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật ạ. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cậu nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy. Tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài. Chứ em sẽ không ở lại gây gỗ với người ta. Vậy thì cũng dạ. Giống anh dạ là vâng. Nóng là anh bỏ đi. Dạ à, bỏ đi vậy là hai đứa đi luôn anh. Nếu quen hẹn hò thì hẹn hò sao? Ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó? Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái nghề của em, ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm như chương trình mà, nên phải đi trực show này kia. Công việc của anh thì nó, nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận, nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày, là tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ, là rảnh hoàn toàn luôn. Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối, tại vì là cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mà mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới. Nhau tiến tới những cái xa hơn, tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á, chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn, nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn, như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này, chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3 2. Ồ. Wow. Bấm nút rồi đó. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn phải nói cũng rất là bản lĩnh ha. Chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mà yên tâm đi. Đây bên tay ông cứng ngắc này. Chưa cứng. Dạ, nghe em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là à, vui hồi rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn. À, em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa đất nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi
hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi cho anh tự tin. Tại em mở mắt ra anh giống hôn. Thôi. Được không, được không, được không? Dạ rồi. Cái này dữ hơn nữa. Đừng tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Yeah. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được tin vui của các bạn. Dạ. Yeah. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ yeah, chưa. Trời. Chưa nắm tay luôn. Dạ. Yeah. Lạ trời vậy ta. Ơi. Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ yeah, không. Dạ yeah, không. Em không thích gầy. Không. Tôi chết. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào hai MC, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và rồi, bạn gái bên kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Huyền ạ, sinh năm 1992 ạ. Quê em ở Linh Bình ạ, hiện tại em đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì ạ? Em làm bên QC kiểm hàng. QC kiểm hàng giá ấy ô tô ạ. Rồi em, tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc. Hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm gì? Hiện tại em đang làm công nhân tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Rồi, bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hiền. Khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu. Biết theo. Dạ. Còn nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá đâm ra dễ mất lòng người khác ạ. Cái đường tình duyên của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói chính thức thì em chưa yêu ai nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng em cảm thấy chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ. Vậy đó hả? Tức dạ. Là có nghĩa là chưa có tình yêu? Dạ. Chưa có tình yêu luôn? Dạ. 27 tuổi rồi. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời. Chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ gì ta. Huyện có người yêu chưa? Em về mới tính chính thức thì chưa, nhưng mà chưa có yêu đơn phương một người 3-4 năm rồi ạ. Đơn phương thôi. Vâng. Huyện có nắm tay con gái chưa? Nếu mà nắm tay với cách bình thường thì có rồi. Ý là mình không có cảm xúc, ý là không có cảm giác là yêu đương gì ấy, thì nắm tay đấy là bình thường. Có hôn con gái chưa? Chưa. Chưa luôn. Vâng. Ôi giời. Trời ơi. Vậy là dạ. Hai bạn này chưa yêu đương. Coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa một cặp luôn đó. Được rồi, cặp đôi này hay nè nha. Ôi ôi cái cặp này nữa. Đúng rồi. Bạn gái, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người có một cặp mắt đen to hai mí, một người có dáng cao. Cao bao nhiêu? Họ phải đen. Em nghĩ trên 1m65. Trên 1m65. Nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn. Tốt. Em thấy có được bao nhiêu phần trăm Huyện? Chắc tầm 30-40% rồi ạ. Hả? Được bao nhiêu cơ? 30-40% mà. Được có 30-40% hả? Và nhưng mà không biết được nhất trong ngày gặp mặt này thích thì sao, em không cái đấy không có trước được ạ. Đó, bây giờ bạn ấy nói là em 1m65 đổ lên thì em... Em cũng 63 đấy ạ. Mất hết 2 phần. Đấy, thế mắt có to không? Mắt bình thường ạ. Bình thường, thế có đen không hay nâu? Đen đi ạ, mắt đen, đen. Mắt đen. Vâng. Bây giờ mặt hơi ốm nè. Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em không thích gầy? Không. Tôi chết, 30-40 là đúng rồi. Vậy thì 30-40 rồi đấy. Chết rồi, ông Mai ơi. Chào cưng. Dạ, chào. Sao? Xem tình hình nào chứ. Còn bây giờ Vân là có được 30-40% cái yêu cầu thì thế này thì có mà. 30-40 rồi người ta nói chuyện với nhau, rồi người ta nhìn nhau. Biết đâu con tim nó sẽ nằm lên 100. Thế còn quan trọng là con tim thôi. Thế còn bên đây thì sao này? Bây giờ em mong muốn cái người bên đây như thế nào? Để xem được bao nhiêu phần trăm nào. Em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu đi ạ. Có duyên? Nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không? Thật ra cái này chắc phải nhìn mặt em mới cảm nhận được ạ. Úi dồi, người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay tại không vì rồi. Em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều với con gái. À vậy à. Rồi, thích cao hay thích thấp? Cao, thích đẹp, rồi thích da trắng, tóc dài hay mắt như thế nào? Mắt trắng, mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ. Em thì không, em thì coi là không cần phải xinh quá. Tại vì em cũng thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá. Mình cũng không được đẹp nên rồi. Sao bi quan thế, cũng đẹp trai đấy. Em không thích bạn gái điều gì? Thì bạn gái em quá cá tính ạ. Cá tính hả? Em thích hay nói nhưng mà đừng có cảm ràm.
không biết càm ràm, ý là hay nói lên, tính nhân càm ràm nói nhiều đó, tính nhân thì cũng ít nói thích, rồi cuối cùng ông phải thích thôi. Em thấy em có bao nhiêu bạn gái? Dạ. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bạn đó? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt, trượt thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy ạ. Em thế. Ôi, ôi. Ừ. Quan trọng vẫn là con tim. Bây giờ gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em tới có một mình vì gia đình em ở ngoài Bắc. Rồi. Có một người gì có hứa đi nhưng vì công việc đột xuất công ty không cho nghỉ được ạ. Rồi, được rồi, không sao. Rồi, không sao hết. Em trai tôi đi sẽ với thay ai? Mặt gia đình đàn gái đi để... với chị gái và các cháu ạ. À, vâng, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và chào em gái và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, chị gái của em Huyện. Huyện ấy thì ở nhà thì thật là tính của Huyện thì rất là hiền lành và thật thà. Em cũng có nhận xét với em gái bên đây ấy là em gái bên đây thì có khuôn mặt rất hiền và dễ thương. Thì em cũng mong là hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu như mà có thể mà tiến tới xa hơn được thì cái đấy là cái điều mà gia đình rất là mừng. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Mở rào, hai đứa gặp mặt đi. Yeah. Kêu rào. Huyện ơi là Huyện. Dạ. Lên tỉnh đấy, đi quay em. Qua nở nụ cười xem nào. Chào chào em. Thành công Huyện. Qua phường ngay. Chờ hôm nay anh không có hơi kiểu cái bạn nên anh chưa cùng chị nhiều nhưng mà tặng bố thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây. Em hy vọng là ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa kết trái giống như giỏ trái cây này. Rồi, cảm ơn em. Người ta có ý hết trơn hết trọi á. Đây. Hình mà đơm hoa cười trái. Liên tục cho tôi, nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái. Yeah. Lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ? Anh hơi gầy, thực sự thì về cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian để nói chuyện. Còn anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh? Anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tính lắm. Nhưng anh cũng phải... Nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê, chắc không có điều gì cả. Nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được. Chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ. Nhưng mà anh khá hiền ạ. Em cảm ơn ạ. Giờ nói cái cảm nhận đi. Em thấy là với người con trai này á, em có thể mở cửa trái tim của mình được không? Em nghĩ là có thể ạ. Nghĩ là có thể. Dạ. Và còn anh thì nghĩ thế nào? Anh thì nghĩ chúng mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn. Còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt, mà không thì sang năm cũng được. Đó, quyết liệt luôn á, có thể năm nay luôn. Em tiến tới em hát một bài nào đó, giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái. Thật ra em hát cũng hay nhưng mà... Kệ nó, vui là chính. Nào, hãy giải tỏa tâm lý ngay lúc này. Nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó. Hôm nay em nói em cần đôi tay, em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh nó. Thôi nhíu ra. Trời đó, như thế là đủ rồi. Đấy. Người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em. Đưa ra quyết định của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động, hãy bấm. Và khi bấm, phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu không rung động, không thích, không cần bấm. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1. Hết thời gian. Đã bấm. Vui quá à. Cái cặp này bấm nó vui quá à. Nắm tay nhau đi. Thực sự á. Cặp này phải hỗ trợ quyết liệt nha chị. Bây giờ thì... Cái nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Nhất là hôn mái hai đứa đều đầu tiên đó. Đầu tiên hết đó. Sao cảm giác sao nói nghe coi nè.
có nổi da gà không? Em nghĩ là cái đó để cho chị nghe đi chị. Cảm giác khó tả đúng không? Dạ. Đây là phần quà của cô gái tặng cho chàng trai. Trời ơi, đơm hoa kết trái. Đúng rồi. Quá trời trái. Bảo vệ bạn gái kìa. Cầm cái nó. Rớt rồi, để lại đi. Rớt, cho nên cần đi. Cái này là duyên số. Chúc mừng cho những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Hy vọng rằng niềm vui hạnh phúc sẽ bền vững mãi mãi.